Bài diễn thuyết về đạo lòng người gây chấn động Trung Quốc. Chấn động, rung động, vang dội là bình luận trên các diễn đàn ở Trung Quốc về bài diễn thuyết được cho là đụng chạm đến những góc nhạy cảm nhất của xã hội nước này. Bài diễn văn của giáo sư Tùng Nhật Vân tại lễ tốt nghiệp của Trường Đại học Chính Pháp Trung Quốc là một trong những bài nói gây bão nhất tại Trung Quốc và trên các diễn đàn quốc tế trong hơn 3 năm qua. Đài Deutsche Welle Đức dẫn lời ông Kim Trung, tổng biên tập tạp chí Open Hồng Kông, từng đánh giá một trận bão tố đang nổi lên ở Trung Quốc. Trên kho dữ liệu của Baidu, bài diễn văn được đánh giá là chấn động, rung động, vang dội. Dưới đây, chúng tôi xin trích đăng nội dung bài diễn thuyết gây chấn động này. Bài gốc được đăng trên báo Sina Trung Quốc hôm 17 tháng 8. Các em học sinh, hôm nay là ngày vui của các em, là ngày các em trưởng thành, là một khởi đầu mới trên đường đời của các em. Các em sẽ đội lên đầu vòng nguyệt quế và mặc lễ phục tốt nghiệp để biểu thị các em đã trở thành học sĩ. Trong ngôn ngữ Trung Quốc truyền thống, trở thành sĩ nghĩa là đạt được một thân phận khác với số đông, gặt hái được vị trí cao trên con đường học vấn gọi là sĩ, người dùng tài trí gọi là sĩ. Sĩ có nhiều dạng, mà học sĩ chính là những người dùng học vấn và tài trí để đạt được thân phận sĩ, được người khác tôn trọng. Cho nên thầy chân thành chúc mừng các em, chúc mừng mười mấy năm học tập của các em cuối cùng đã thành chính quả. Hôm nay các em tốt nghiệp, bước ra cổng trường, ngày mai chính là lễ khai giảng của Đại học Xã hội. Nhân sinh là từng lần một tốt nghiệp rồi lại khai giảng, nhưng chỉ có lần tốt nghiệp và khai giảng này là bước ngoặt quan trọng nhất trong đời người. So với hành trình dai dẳng ngày sau, quá trình học tập sinh hoạt trước đây của các em chỉ là tập đi mà thôi. So với sân khấu cuộc đời sắp tới, cuộc sống học tập trước đây chỉ là mở màn mà thôi. Xã hội mà các em sắp bước vào là một vũ đài nhân sinh đầy màu sắc, mà ở đó các em sẽ thực hiện được giá trị của mình, hưởng thụ cuộc đời của mình. Nhưng đồng thời, xã hội cũng là một giang hồ hiểm ác, một vũng lầy dơ bẩn. Giang hồ đó sâu không thể dò được, vượt xa khả năng tưởng tượng của các em. Các em xông pha giang hồ từ đây cũng giống như học đi thuở ban đầu vậy. Giang hồ đó sẽ nhào nặn lại từ đầu, sức mạnh của các em có thể các em chưa ước lượng hết được. Giờ đây các em phải lao mình vào đó không quay đầu, trong khi không biết nó có ý nghĩa gì. Những ngày này các em vừa phấn khích vừa lo âu, đều mường tượng về tương lai sáng lạn, cuộc đời tươi đẹp. Những gì mà các em nghe được đều là những lời chúc phúc đẹp đẽ và những kỳ vọng cùng ủy thác cao vời. Nhưng là bậc phụ huynh, là người thầy giáo, là thầy Tùng Nhật Vân của các em, trong lòng tôi lại có chút bấp bênh, chỉ có thể nói mấy lời khuyến khích thích hợp với đại đa số các em trước giờ chia tay. Thời Tiên Tần có một nhà tư tưởng tên Dương Chu, vì cảm thán nhân sinh trắc trở trùng trùng, trong ngã rẽ lại có ngã rẽ khác, khiến người ta dễ lạc lối mà bật khóc. Nguyễn Tịch, người nước Ngụy thời Tam Quốc, trong Trúc Lâm Thất Hiền cũng từng đối diện với trắc trở mà phải bật khóc quay đầu. Cuộc đời nhiều ngã rẽ, đây chính là số phận của con người. Nếu nghiêm túc đối đãi nhân sinh thì không thể không đối diện với những khốn khó và âu lo trước mỗi ngã rẽ hết lần này đến lần khác. Cuộc đời là vô số lựa chọn, bắt đầu chọn từ mục tiêu cuối cùng của nhân sinh, rồi quy hoạch phương hướng phát triển lớn, cho đến từng lựa chọn chi tiết trong từng sinh hoạt thường ngày để đưa ra lựa chọn cho từng bước. Lựa chọn của các em sẽ tạo thành cuộc đời em, một cuộc đời đúng đắn hay là một đời sai lầm. Từ trước đến nay, phụ huynh, xã hội, trường học hầu như đã giúp các em hoạch định tất cả. Từ nay về sau, chọn lựa con đường sống của mình. Con đường nhân sinh chỉ có thể một mình bước đi, không có chỗ dựa dẫm, không có thầy giáo. Chẳng may một ngày nào đó em buông xuôi theo dòng đời, thì đó cũng là lựa chọn của chính em. Nhà triết học hiện sinh Jean-Paul Sartre từng nổi tiếng một thời ở Trung Quốc trong thập niên 1980, nhưng ngày nay rất ít người còn chú ý đến ông. Nhưng ông có một câu nói vẫn cần phải nhắc đến: con người là tự mình lựa chọn. Con người lựa chọn vốn là việc của bản thân, hơn nữa phải chịu toàn bộ trách nhiệm với lựa chọn của mình. Trên thế giới này, mỗi một người đều là độc nhất vô nhị. Giá trị của em trên thế giới này nằm ở chỗ em không giống số đông. Cho nên lựa chọn đầu tiên của mỗi người chính là nên trở thành chính mình. Đừng thấy người khác mơ mà em cũng mơ, bị ước mơ của người khác che mắt
mà cũng ước mơ giống như họ. Mỗi người đều có giấc mơ của riêng mình. Lựa chọn trở thành chính mình nghĩa là không ngừng vượt qua chính mình. Các em phải không ngừng đánh giá lại bản thân, tự vấn bản thân, đặt ra tiêu chuẩn cho bản thân để truy cầu cảnh giới cao nhất. Cuộc đời của chúng ta tương quan mật thiết với vận mệnh của xã hội này. Mỗi thế hệ có vận mệnh của mình. Thế hệ các em có tuổi thơ và thời niên thiếu yên bình, nhưng tương lai của các em có thể phải đối mặt với những đổi thay trọng đại của xã hội Trung Quốc. Nếu quan tâm tình hình xã hội, các em có thể nhìn thấy mây đen tích tụ trên bầu trời, có thể thấy cơn bão âm ỉ giấu trong mây đen. Những người nhạy cảm đều có thể nhìn thấy phong vân biến hóa, sóng ngầm rung chuyển, con đường phía trước mờ mịt. Đối diện với những biến đổi to lớn có khả năng xảy đến trong xã hội, các em sẽ lựa chọn thế nào? Khi em đưa ra lựa chọn, em có phải là một người tỉnh táo hay không? Trong tác phẩm Sông Lớn, Biển Lớn 1949, nữ sĩ Long Ứng Đài, tác giả nổi tiếng người Đài Loan, ghi chép lại vô số lựa chọn của con người trong thời khắc ấy. Đi hay không đi? Đi là một đời, không đi cũng là một đời. Bi kịch của vô số người đều bắt đầu từ giây phút lựa chọn ấy. Đối diện với một số người bình thường, ở trong hoàn cảnh bất đắc dĩ, bị vận mệnh cuốn theo ấy, Long Ứng Đài nói một cách cảm khái: một giọt nước làm sao mà biết được hướng đi của dòng chảy lớn. Nhưng thầy nghĩ các em là sinh viên tốt nghiệp của Đại học Chính Pháp, là cử nhân Học viện Quản lý Hành chính, các em nên có năng lực nhận thức phương hướng dòng chảy hơn những người bình thường. Người ta cảm thán rằng rừng cây tiêu điều sơ sắc không thể ngăn cản được sóng xô cuồn cuộn. Nhưng cho dù là một rừng lá, liệu em đã từng dãy giụa? Em từng dãy giụa theo hướng nào? Nếu Trung Quốc lại xuất hiện một cuộc vận động nghĩa hòa đoàn hay hồng vệ binh, nếu mô hình Trùng Khánh trở thành mô hình Trung Quốc, các em có đủ tỉnh táo để nói không? Nếu các em không có kiến thức và dũng khí đó, có thể ít nhất là một phái tiêu dao vô hại hay không? Đương đầu với dòng nước đục cuộn tới, nếu em không thể chống chọi liên tục, em có thể lựa chọn đấu tranh từng lúc. Nếu em không dám tích cực đối đầu, em vẫn có thể lựa chọn đối đầu tiêu cực. Nếu em không thể dũng cảm biểu đạt, em có thể lựa chọn biểu đạt hàm ý. Nếu em không dám biểu đạt hàm ý, em có thể lựa chọn im lặng. Nếu các em không lựa chọn im lặng mà lựa chọn hùa theo, nhưng liệu các em vẫn có thể giơ cao đánh khẽ hay không? Khi các em chủ động hoặc bị buộc phải làm chuyện xấu, liệu nội tâm có thể chút xót lại cảm giác bất an hay tội lỗi? Chỉ một chút cảm giác bất an hoặc mang tội này thôi vẫn là dấu hiệu cho thấy nhân tính còn chưa bị bôi xóa. Cho dù các em không tranh đấu, nhưng đối với những người đấu tranh với cái xấu khác vẫn phải có đôi chút kính trọng. Cho dù không kính trọng cũng không được đâm sau lưng, dùng thủ đoạn hại người tiếp tay kẻ ác làm xấu. Khi các em bước ra khỏi cổng trường, các em sẽ đối diện với một xã hội đặc thù. Xã hội này đã là một thùng thuốc nhuộm lớn. Năm xưa Mặc Tử thấy người ta nhuộm vải, vải trắng đưa vào, vải ngũ sắc đưa ra, ông bật khóc. Các em hãy hiểu tâm trạng của các thầy cô hôm nay. Nhìn các em vẫn còn những nét hồn nhiên thuần khiết, chuẩn bị bước vào thùng thuốc nhuộm ấy. Chia tay trường học nghĩa là tạm biệt cuộc sống đơn giản để lao vào hồng trần cuồn cuộn, giang hồ dậy sóng. Sau này, mỗi một lần các em bị tổn thương sẽ nhớ về trường cũ. Bất kể ở đây các em có trải qua bao nhiêu điều không vui, thì đây vẫn là một miền đất sạch. Đối diện với hoàn cảnh xã hội, liệu các em có làm được cả thế gian say, mình ta tỉnh, người đời vẩn đục, chỉ ta trong? Thầy không ôm nhiều hy vọng về điều này, bởi chính thầy cũng không làm được. Nếu kiên trì chuẩn mực đối nhân xử thế như vậy, chỉ có cách học theo Khất Nguyên mà nhảy xuống sông Mịch La. Nhưng Phật giáo có một nguyên tắc xử thế có thể gợi mở cho các em đôi chút, đó là tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Nếu đã tùy duyên thì cũng bất biến. Bất biến là nguyên tắc, còn tùy duyên nghĩa là linh hoạt. Thầy tin rằng đây là tiêu chuẩn mà đa số người có thể thực hiện được. Trong lĩnh vực đời sống cá nhân, thầy hy vọng các em lựa chọn lối sống lành mạnh, cầu tiến, lựa chọn là một người văn minh và có lương tri. Đương nhiên, thẳng thắn nói với các em về hiện thực không phải là khuyên các em lựa chọn tiêu cực hay từ bỏ. Người ta thường nói, mắt ta dù màu đen nhưng lại dùng để truy tìm ánh sáng. Không có ánh sáng hy vọng thì đó là một cuộc đời tuyệt vọng, không thể tiếp tục bước đi. Miền đất sạch trong nội tâm các em chỉ thuộc về chính các em. Chỉ cần giữ vững nó thì bất kỳ thế lực bên ngoài nào cũng không thể xâm nhập được. Từng có lời khuyên của một người phương Tây khi đối mặt với sự từ bỏ, nói rằng
Không phải tôi muốn thay đổi thế giới, mà tôi chỉ muốn để thế giới thay đổi chính nó. Cũng có nghĩa là anh không thể quyết định ngày mai mặt trời mọc mấy giờ, nhưng anh có thể quyết định thức dậy lúc mấy giờ. Các em học sinh, các em phải vươn cao, bay xa. Ngày hôm nay, các thầy cô nhìn theo bóng lưng các em bước đi, nhưng dõi theo bước chân của các em chính là nỗi lo lắng bận lòng lâu dài của các thầy cô. Bất kể các em là những người thông minh lanh lợi hay là đơn thuần thẳng thắn, dù cho các em là đẹp trai, giàu sang hay xinh đẹp quý phái, thì các em đều là học trò của thầy cô. Các thầy cô sẽ dõi theo thành công của các em, dõi theo hạnh phúc của các em, và dõi theo xem liệu các em có bước đi trên con đường ngay thẳng hay không. Nguyện cầu trời xanh bảo hộ các em học sinh thân yêu, hẹn gặp lại. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc bạn luôn vui vẻ.